Hello, mọi người, tôi là Vinh. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho người một cái máy bài gốc của hãng Stanley. Máy bài khủng 1400W và nó đang có một chương trình khuyến mãi cực kỳ tốt. Ok. Máy bài gốc thì có rất là nhiều hãng sản xuất, kỳ nhiều luôn á. Cái máy này là máy phổ thông nhất, nhưng mà máy lớn này thì đầu tiên mình review. Con này nó 1400W luôn. Chúng ta xem con này nó có cái gì. Đây là cái cột. Cái hãng này nó đang có chương trình khuyến mãi à. Đây cái máy chà bá luôn. Đó, con một tay cầm sẽ lấy hết tất cả những gì mà nó tặng kèm để khi mà chúng ta mua về chúng ta có khắc mắc. Thì cái máy này nó dùng chỉ 125. Và đây là cái tấm chụp của nó để chúng ta chụp bảo vệ, chúng ta gắn vô đây. Đây là cái đồ để chúng ta mở cái nắp này ra. Khi nào chúng ta xài hai lưỡi chúng ta mở ra dạng như thế này. Đó, trên ship thì chúng ta dặn lại. Cái này là cái tay cầm, nó gắn vô đây. Chúng ta có 3 chỗ gắn, chỗ này hoặc là chỗ này. Tùy cái vị trí hoặc thói quen sử dụng mà chúng ta sẽ gắn làm cho phù hợp thôi. Đây là cái nút để chúng ta hai lưỡi, chúng ta đè vô, nó sẽ gài cái trục lại không cho nó xoay. Chúng ta mới mở và siết được. Cái này thì để làm gì thì mình cũng chưa có biết nữa. Cái này chắc có thể là nó gắn vô đây. Không rành, chưa nghiên cứu. Rồi. Cái con này nó có một cái ưu điểm, thứ nhất là công suất rất là lớn, công suất 1400W, rất thích hợp cho những em sử dụng đi công trình hoặc là sử dụng là làm hàng sắt cần mài với một số lượng lớn hàng ngày liên tục và nặng thì chúng ta sẽ cần những cái máy như thế này chúng ta mài. Cái điều thứ hai mà mình thích của cái máy này đó là nó dùng công tắc bóp. Công tắc bóp này dùng thì nó sẽ rất là dễ để chúng ta điều khiển công tắc bên hông và công tắc đuôi á. Công tắc bên hông thì có một cái khuyết điểm là nó hay bị hư, tại vì xài một thời gian đẩy lên đẩy xuống thì gãy cái chốt hoặc là bụi nó vô thì nó hư, nó không thích hợp cho những cái công trình mà liên quan đến đá hoặc là bụi nhiều. Công tắc đuôi thì nó bị một cái khuyết điểm là nó hơi khó thao tác, tại vì mình không, lúc mà mình muốn tắt hay gì đó mình phải đưa ra làm sao nó hơi cực. Còn công tắc này thì nó có một cái ưu điểm, nó là dễ, rất là dễ, nhưng mà khuyết điểm nó là chúng ta phải bóp thì chúng ta hơi mỏi tay nếu mà chúng ta làm nó trong một khoảng thời gian dài. Đó là ưu khuyết điểm của từng cái loại công tắc. Thì con này nó tới 1400W và tốc độ của nó là 9500 vòng trên phút. Nó dùng cái cốt M14. Thì với tốc độ 9500 vòng trên phút này thì nếu mà chúng ta có cái lưỡi cắt sắt, hộp kim, không xài được, không nên xài máy này, không nên dữ liệu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử cái máy này nó như thế nào. Thì để thử thì mọi người chịu khó đi theo tôi, tại vì cái ổ điện nó nằm ở đây. Đây, cái ổ điện nó nằm ngoài này và chúng ta thử ngoài này luôn. Bây giờ tối rồi nó cũng không thử nhiều, mở máy chúng ta coi là biết nó êm không êm thôi. Cái máy này tới 1400W nên là nó sẽ hơi nhiều ồn, công suất rất là cao. Bình thường một cái máy mài bình thường mà nhỏ nhất là khoảng 600W, 650W và bình thường là khoảng 700W. Thì mọi người biết cái máy này công suất nó gấp đôi, nên là cái độ ồn sẽ gấp đôi, độ mạnh sẽ gấp đôi. Tại vì motor nó bự hơn rất là nhiều và nó chịu tải tốt hơn gấp đôi của máy thông thường. Đây là hàng chính hãng của hãng Stanley. Stanley thì có một số dòng máy nó rất là tốt, như hàng như máy mài, máy đục của nó thì nó sản xuất rất là bền và giá của nó thì mềm hơn giá của Watt, nhưng mà chất lượng nó thì cũng không thua kém là mấy. Có một số thì cái nó không bằng thôi ha. Thì cái máy này đang bán giá rất là tốt, mọi người xem ở dưới cái video của mình đó, video tả thì mình có nói giá cho mọi người luôn, giá rất là tốt luôn á. Mọi người tranh thủ mua nha, chỉ có duy nhất cái đợt hàng này rồi thôi, sau đó thì giá nó sẽ không còn tốt như bây giờ nữa. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu thích hãy đăng ký subscribe kênh YouTube hoặc like trên Fanpage để mua hàng. Thời gian làm việc của hàng mình là 9 giờ sáng đến 18 giờ hàng ngày, thứ 2 đến thứ 7. Địa chỉ là 257 Sạc 5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 0236 710 7. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.